Tôi là Minh Trí, tôi ở Đồng Nai. Hiện tại thì tôi làm nhân viên văn phòng. Tôi bị mất ngủ, mà mất ngủ triền miên luôn, mà mấy năm nay à. Nhưng mà điều trị hoài luôn cũng không hết. Có nhiều đêm á, trằn trọc 3-4 tiếng mình mới ngủ được. Nhưng mà đến khi ngủ được rồi á, thì cái giấc ngủ của mình á, nó không có sâu. Và những cái tiếng động nhỏ thôi cũng làm cho mình giật mình nữa, rất là khó chịu. Mà lúc đó cái đầu của mình á, nó không có được tỉnh táo giống như những người mà ngủ đủ giấc. Khi mà tới đỉnh điểm á, tôi chịu không nổi nên tôi mới dùng thuốc ngủ. Trước đó mỗi buổi tối 2-3 tiếng á, thì tôi dùng thuốc ngủ để tôi ngủ cho nó ngon giấc hơn và làm việc tốt hơn. Bạn tôi nói là nếu như mà anh dùng thuốc ngủ á, là lúc mà mình không có thuốc á, là chết luôn. Tôi rất là lo lắng, lo sợ. Nhưng mà vì cái sức khỏe của mình, nếu như mà mình không dùng thuốc ngủ á, thì mình đến nơi làm việc á, làm việc không có hiệu quả. Và con mắt của mình á, cái cơ mắt của mình á, nó sẽ bị mỏi và làm việc có không có tháo giác giống như những người mà ngủ đủ giấc. Thì tôi cũng rất là may mắn, tôi có một người bạn mà gia đình nó có một người á, bị mất ngủ mà điều trị đã hết rồi nên mới giới thiệu thầy Trúc cho tôi. Thì thầy Trúc á, thì có một cái sản phẩm á, là An Giấc Hoàng. Thì lúc đầu thì tôi cũng không có tin nữa, tại vì tôi đã điều trị rất là nhiều. Ngoài cái điều trị về thuốc ra, tôi còn có đi châm cứu nữa. Nhưng mà điều á, cuối cùng á, thì cái bệnh mất ngủ của tôi á, cũng dai dẳng đối với tôi nên không có hết được. Thì tôi cũng tin tưởng, tại vì người bạn này á, là có người nhà đã dùng cái sản phẩm này mà đã hết bệnh rồi, nên tôi quyết tâm á, là đến để đặt một liệu trình để dùng thử. Mà cũng rất là bất ngờ khi mà tôi dùng thử một liệu trình, cái ngày đầu tiên tôi dùng cái sản phẩm này thì tôi vô giấc ngủ rất là dễ dàng. Và tôi ngủ một ngày á, từ 6 đến 8 tiếng luôn. Sau đó tôi dùng 2-3 liệu trình tiếp thì cái chứng bệnh mất ngủ không còn nữa đối với tôi. Tôi rất là vui mừng và cảm ơn thầy Trúc đã cho tôi một cuộc sống bình thường như một người khỏe mạnh. Cảm ơn thầy. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.